Những năm đầu của thế kỷ 21, tại Việt Nam xuất hiện một ngành công nghiệp mới phát triển như vũ bão, tác động đến cuộc sống hàng ngày của từng người dân và tất cả các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội khác. Chỉ trong 14 năm, từ 2002 đến 2015, doanh thu của ngành này đã tăng 60 lần, số lao động cũng tăng khoảng 40 lần, lên gần 200.000 người. Đó là ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam. Đứng sau sự phát triển vượt bậc đó, có sự cống hiến xuất sắc nhưng thầm lặng, bền bỉ của một hiệp hội có tên gọi Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, Vinasa. Năm 2002, Đại hội Vinasa, khi đó là Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức trọng thể, với 55 hội viên sáng lập, đã đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng đối với ngành phần mềm Việt Nam. Từ đây, Vinasa đã luôn hoàn thành xuất sắc vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong ngành và là cầu nối, kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với chính phủ, giữa doanh nghiệp với các đối tác trong và ngoài nước. Vinasa đã đặt những viên gạch đầu tiên làm nền móng cho một ngành công nghiệp mũi nhọn, ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam. Mặc dù vừa thành lập, mọi nguồn lực còn yếu và thiếu, nhưng gần như ngay lập tức, Vinasa đã có thắng lợi đầu tiên. Đó là việc đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Công nghệ Thông tin ASOCIO, sự kiện quốc tế lớn nhất hai châu lục. Tiếng vang Hội nghị Thượng đỉnh ASOCIO đã thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động quốc tế của Vinasa. Đến năm 2005, số lượng hội viên đã tăng từ 55 lên 99 doanh nghiệp. Vinasa có khát vọng là xây dựng một ngành công nghiệp và đưa trí tuệ Việt Nam ra thế giới. Đây là một khát vọng vô cùng là lãng mạn và cũng cực kỳ khó khăn. Ngân hàng Thế giới đã nói đây là một sự ảo tưởng và rất nhiều người đã không tin điều đó. Nhưng với cái lòng đam mê của thanh niên Việt Nam, với sự nỗ lực quên mình của các công ty thành viên, thì điều đó đã xảy ra. Các hoạt động trọng tâm để lại nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ 2 của Vinasa giai đoạn 2005-2010 là những hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước. Vinasa đã dẫn nhiều đoàn doanh nghiệp tham gia các triển lãm quốc tế lớn trên thế giới như CeBIT tại Đức, Sodex tại Nhật, Outsource World New York tại Mỹ, Outsource World London tại Anh, khảo sát thị trường tại Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan và các nước châu Âu khác. Các chuyến công tác giúp quảng bá về ngành, các doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam đến thế giới, thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Giai đoạn 2005-2010 là giai đoạn mà thế giới rất khó khăn, xảy ra những khủng hoảng tài chính kinh tế và kinh tế trong nước cũng rất khó, ngành phần mềm rất khó. Nhưng đấy rất kỳ diệu là một cái giai đoạn đột phá của ngành phần mềm và của Hiệp hội Phần mềm Việt Nam. Và những cái mốc đã đạt được đó là cái việc mà chúng ta đạt được 500 triệu đô la Mỹ doanh số. Đó là cái việc mà chúng ta đã đẩy mạnh được xuất khẩu ra thị trường, đặc biệt là thâm nhập vào thị trường Nhật Bản, từ con số 0 trở thành một cái đối tác được ưa chuộng nhất tại Nhật Bản. Cũng trong giai đoạn này, Vinasa đã thành lập câu lạc bộ hợp tác công nghệ thông tin Vinasa Nhật Bản VJC, câu lạc bộ hợp tác Việt Nam Đan Mạch VDC, câu lạc bộ game và nội dung số VGB và ra mắt tạp chí Nhịp sống số, cơ quan báo chí đại diện cho tiếng nói của ngành phần mềm công nghệ thông tin Việt Nam. Trong 5 năm nhiệm kỳ 2, số lượng hội viên đã tăng từ 99 lên 204 doanh nghiệp. Nét nổi bật của Vinasa trong nhiệm kỳ 3 là đổi mới và nâng tầm hoạt động, đặc biệt là hoạt động tư vấn và xây dựng chính sách phát triển cho ngành phần mềm công nghệ thông tin Việt Nam. Năm 2010, Vinasa đã thành lập Hội đồng Tư vấn Chính sách gồm 21 thành viên là lãnh đạo các doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu công nghệ thông tin do tiến sĩ Bùi Mạnh Hải, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch. Nổi bật nhất là Vinasa đã tham mưu cho Đảng và Nhà nước, các cơ quan, các bộ ngành để ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về công nghệ thông tin, nghị quyết 36. Cái nghị quyết này nó đưa ra những cái khái niệm, quan điểm mới về phát triển công nghệ thông tin. Lần đầu tiên là Đảng, Nhà nước ta khẳng định công nghệ thông tin là một động lực quan trọng nhất, là phương thức phát triển mới.
và tất cả các ngành, các lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin thì sẽ nâng cao cái năng suất và chất lượng hiệu quả của mình. Tôi cũng được biết, được dự, được nghe nhiều cái cuộc anh em ở bên Vinasa đã huy động các cái chuyên gia, các nhà khoa học để tổ chức những cái hội thảo, những cái cuộc góp ý để tham gia vào các cái quyết định, các cái quyết nghị của Bộ Chính trị, của Chính phủ để thúc đẩy cái công nghệ thông tin, công nghiệp phần mềm. Trong đó có những cái đóng góp rất là đáng kể để cho nó tác động vào cái đường lối chung, đồng thời là nó tác động vào nhận thức xã hội. Với sự tư vấn của Hội đồng Chính sách, Vinasa kịp thời nắm bắt tình hình, tổng hợp ý kiến, hoàn thiện văn bản kiến nghị giúp các văn bản pháp quy trong ngành thực tế hơn và nhanh chóng đi vào cuộc sống. Song song với việc đẩy mạnh cái chuyện là hợp tác quốc tế và xuất khẩu phần mềm thì Vinasa đặt cái trọng tâm vào chuyện đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin nói chung, ứng dụng các phần mềm, các giải pháp nói riêng cho để nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng cao khả năng quản trị của các cái ngành khác ở trong nước cũng như của quản trị của quốc gia. Điểm nhấn quan trọng trong hoạt động chính sách của Vinasa là việc thành lập nhóm think tank, quy tụ những chuyên gia, các lãnh đạo cao cấp từ nhiều ngành, lĩnh vực như quản lý, công nghệ, kinh tế, xã hội. Những tư vấn của nhóm think tank và những ý kiến, thông điệp từ diễn đàn Việt Nam ICT Summit đã góp phần ra đời những quyết sách quan trọng từ những cơ quan lãnh đạo cao nhất đất nước, có tác dụng quyết định đến sự phát triển của không chỉ ngành công nghệ thông tin mà cả nền kinh tế Việt Nam, như thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin, nghị quyết 36 của Bộ Chính trị. Chủ đề của cái nhóm think tank này thảo luận nó rất rộng. Tất cả những nước mà hóa thành rồng, hóa thành hổ, tức là nhảy vọt lên thành những nước phát triển, mà một số nước này rất là hiếm, thì đều có chung một cái điểm là đều phải dựa vào cái nền tảng công nghệ thông tin. Thế thì nhóm mới quyết định rằng là trong một cái tư duy phát triển chung về đất nước như vậy, tác động đầu tiên ấy là chính là thay đổi cái cách nhìn về cái vai trò và vị thế của công nghệ thông tin. Thủ tướng đã tuyên ngôn ra cộng đồng thế giới là công nghệ thông tin là hạ tầng của hạ tầng. Trong nước, Sao Khuê được trao tặng, vinh danh, quảng bá cho 242 sản phẩm và 82 dịch vụ tiêu biểu của ngành. Cùng với đó là những hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin cho các thị trường chuyên ngành như Smart Edu cho ngành giáo dục, Smart Enterprise cho doanh nghiệp. Với thị trường quốc tế, Vinasa đã tổ chức 14 đoàn xúc tiến thương mại đi nước ngoài, hỗ trợ trên 200 lượt doanh nghiệp tiếp cận, tìm kiếm đối tác quốc tế. Nhiều các hoạt động của Vinasa ngay từ năm đầu như là cái hội nghị ASEAN là một hoạt động quốc tế rất lớn của Việt Nam thời bây giờ, cho đến những cái chuyến đi sang Nhật Bản hay đi các nước của Vinasa để thúc đẩy cái đầu tư, thúc đẩy cái khả năng gia công phần mềm của Việt Nam, cho đến sau này là những cái tập hợp của các doanh nghiệp để làm sao xây dựng được những chính sách làm tư vấn cho chính phủ, cho đảng về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin cho đóng góp cho phát triển của đất nước. Vinasa cùng các hội viên của mình cũng đã có những cái tham góp, những cái ý kiến tham mưu cho chính phủ, cho đảng và chính phủ trong việc xây dựng các cái chiến lược, các quy hoạch về công nghệ thông tin. Mà tôi muốn điển hình nêu ra đây là cái nghị quyết 13 của Trung ương về cái việc xây dựng hạ tầng đồng bộ, cũng như là nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin thời gian tới. Đây là có thể nói là những cái đóng góp hết sức quan trọng của Vinasa đối với lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin trong thời gian qua. Với những doanh nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam, từ những doanh nghiệp nhỏ, startup cho đến những tập đoàn lớn có thương hiệu, tham gia hội viên của Vinasa là cơ hội để được phát triển thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu thông qua các hoạt động truyền thông, marketing, kết nối hợp tác trong và ngoài nước. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn có cơ hội tham gia các hoạt động chính sách, chia sẻ kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực và cơ hội tiếp cận các thị trường nước ngoài. Vinasa là một trong những tổ chức mà Simchi tham gia ngay từ đầu và cũng thấy rằng là những cái lợi ích mà nó đem lại cho doanh nghiệp là rất tốt. Nó thể hiện thông qua các cái mặt như là Simchi và các cái doanh nghiệp về phần mềm cũng đã được xã hội và thị trường biết đến. Và thông qua cái việc quảng bá, thông qua các cái chương trình của Vinasa làm việc trong nhiều năm thì cái vị thế vai trò của các doanh nghiệp về phần mềm đã được thị trường xã hội công nhận. Một trong những cái buổi xúc tiến thương mại mà tôi ấn tượng nhất đấy là năm 2013, lần đầu tiên mà NTQ Solution chúng tôi đi xúc tiến thương mại tại Nhật Bản. Và thông qua buổi xúc tiến thương mại đấy thì chúng tôi đã có rất nhiều khách hàng Nhật Bản
tới Việt Nam và làm việc trực tiếp với chúng tôi. Trải qua hơn một thập kỷ xây dựng và trưởng thành, đến nay Vinasa đã có một sự phát triển vững mạnh với 323 doanh nghiệp hội viên. Ngành công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam cũng có được bước phát triển vượt bậc với gần 200.000 nhân lực, mang lại doanh thu hàng năm lên đến 3 tỷ đô la Mỹ. Thay cho lời kết là những tình cảm và kỳ vọng của các nhà lãnh đạo, các chuyên gia, các doanh nghiệp vào Vinasa trong 5 năm sắp tới. Làm sao để Việt Nam trở thành một dân tộc khởi nghiệp, để các bạn trẻ có thể xây dựng các start-up và có lưu danh trên thế giới như là Nguyễn Hà Đông đã làm được. Cái điều thứ hai là các công ty đã được thành lập ấy, thì cũng rất mong muốn họ phát triển nhanh chóng với tốc độ 30%, 40%, 50%, thậm chí 100% một năm để trở thành các doanh nghiệp có vị thế trên thế giới. Bên cạnh cái việc là tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ vai trò là một hiệp hội quy tụ các cái thành viên lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tôi đề nghị Vinasa thông qua đại hội sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa cái tính dân chủ, đoàn kết trong nội bộ và tạo điều kiện cho các thành viên phát huy được hết cái tiềm năng của mình. Tôi tin tưởng và chúc cho Vinasa, cho hiệp hội và các doanh nghiệp phần mềm dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam trong nhiệm kỳ tới tiếp tục khẳng định, đột phá và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa nước ta trở thành một nước mạnh về công nghệ thông tin và bằng công nghệ thông tin và xây dựng nền móng kinh tế tri thức tại Việt Nam.